Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bồ thí Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu Bồ thí Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, khi bố thí hoàn toàn không có sự hối tiếc. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu bố thí Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc bố thí không sanh tác ý về thanh văn độc giác. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu bố thí Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc bố thí tin nhận ưa muốn tu pháp bố thí. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu bố thí Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc bố thí tinh tấn dõng mãnh không bỏ việc làm. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu bố thí Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc bố thí nhất tâm hướng đến trí nhất thiết trí, hoàn toàn làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, không xen lẫn tác ý về thanh văn độc giác. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu bố thí Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc bố thí an trụ tưởng như huyễn, không chấp người thí, người nhận, vật thí, quả bố thí. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, như vậy đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn, đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, đối với tướng sáu Ba La Mật Đa không chấp không đắc, nên biết đại Bồ Tát này mặc áo giáp công đức lớn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh giới Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc tu tịnh giới đối với các vật sở hữu đều không bòn sẻn. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh giới Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc tu tịnh giới đối với các địa vị thanh văn độc giác, còn không hướng đến mong cầu,
huống là địa vị phàm phu. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, để tu tịnh giới Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc tu tịnh giới đối với pháp tịnh giới tin nhận ưa muốn. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh giới Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc tu tịnh giới tinh tấn dõng mãnh không bỏ việc làm. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh giới Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tịnh giới chỉ lấy đại bi làm đầu, tâm còn không xen lẫn nghĩ đến nhị thừa, huống là hàng phàm phu. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh giới Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc tu tịnh giới đối với tất cả pháp an trụ tưởng như huyễn, đối với hạnh tịnh giới không ỷ lại không chứng đắc vì bản tánh là không. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, như vậy Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, đối với tướng sáu Ba La Mật Đa không chấp không đắc, nên biết Đại Bồ Tát này mặc áo giáp công đức lớn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu an nhẫn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc tu an nhẫn. Vì để thành tựu an nhẫn nên đối với thân mạng không tham luyến. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu an nhẫn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu an nhẫn, không xen lẫn tác ý hạ liệt thanh văn độc giác, vân vân. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu an nhẫn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, lúc tu an nhẫn đối với pháp an nhẫn tin nhận ưa muốn. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn Ba La Mật Đa.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu An Nhẫn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu An Nhẫn, tinh tấn, dõng mãnh, không bỏ việc làm. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, khi tu hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu An Nhẫn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu An Nhẫn, nhiếp tâm vào một cảnh, tuy gặp các khổ nhưng tâm không tán loạn. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu An Nhẫn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu An Nhẫn, an trụ tưởng như huyễn, tu tập Phật Pháp, dạo hòa hữu tình, quán các Pháp không, không chấp oán hại. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, như vậy Đại Bồ Tát khi tu hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, đối với tướng sáu Ba La Mật Đa không chấp không đắc, nên biết Đại Bồ Tát này mặc áo giáp công đức lớn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tinh tấn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tinh tấn hay siêng năng tu học hạnh bố thí khó làm. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tinh tấn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tinh tấn siêng năng giữ gìn tịnh giới hoàn toàn không hủy phạm. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tinh tấn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tinh tấn hay siêng năng tu học hạnh nhẫn nhục khó làm. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn An Nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tinh tấn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tinh tấn hay siêng năng tu học khổ hạnh có lợi ích. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tinh tấn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tinh tấn hay siêng năng tu học
tịnh lự đẳng trí. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, để tu tinh tấn Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình, cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tinh tấn hay siêng năng tu học trí tuệ không chấp trước, này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, như vậy Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, đối với tướng sáu Ba La Mật Đa không nắm giữ, không chấp trước, nên biết Đại Bồ Tát này mặc áo giáp công đức lớn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh lự Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tịnh lự với tâm thanh tịnh, thực hành bố thí không còn tâm tán loạn bòn sẻn nữa, này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh lự Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tịnh lự, tâm quyết định hộ trì giới, làm cho các ác giới không còn nữa. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh lự Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tịnh lự, an trụ định từ bi mà tu an nhẫn, không làm não hại hữu tình. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh lự Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tịnh lự, an trụ định thanh tịnh, siêng năng tu tập công đức, xa lìa các biếng nhác. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh lự Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tịnh lự, nương vào các tịnh lự hướng đến định thù thắng, xa lìa tâm nhiễu loạn. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh lự Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu tịnh lự, nương vào các tịnh lự hướng đến tuệ thủ thắng, xa lìa tâm ác tuệ. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Này Xá Lợi Tử, như vậy Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, đối với tướng sáu Ba La Mật Đa không chấp không đắc, nên biết Đại Bồ Tát này mặc áo giáp công đức lớn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu Bát Nhã, tuy bố thí tất cả nhưng không thấy bố thí người nhận vật thí. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu Bát Nhã, tuy hộ trì tịnh giới nhưng đều không thấy trì phạm sai khác. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu Bát Nhã, nương vào tuệ thắng không mà tu an nhẫn, không thấy các việc năng nhẫn sở nhẫn. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu Bát Nhã, tuy quán các pháp rốt ráo đều không, nhưng vì đại bi nên siêng năng tu thiện pháp. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu Bát Nhã, tuy tu định thù thắng nhưng quán cảnh định rốt ráo đều không. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Lúc tu Bát Nhã, quán tất cả pháp, tất cả hữu tình và tất cả hành đều như huyễn, mà tu các tuệ không chấp trước. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, như vậy Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tướng sáu Ba La Mật Đa không chấp không đắc, nên biết Đại Bồ Tát này mặc áo giáp công đức lớn. Này Xá Lợi Tử, như vậy gọi là các Đại Bồ Tát làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, mặc áo giáp công đức lớn. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát an trụ mỗi một Ba La Mật Đa đều tu sáu pháp Ba La Mật Đa, làm cho được viên mãn, vì vậy gọi là mặc áo giáp công đức lớn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tuy đắc tịnh lự vô lượng vô sắc nhưng không đắm vị,
cũng không theo thế lực đó mà thọ sanh, cũng không bị thế lực đó dẫn dắt. Này Xá Lợi Từ, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự ba la mật đa, mặc áo giáp công đức lớn, phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này Xá Lợi Từ, các Đại Bồ Tát tuy đắc tịnh lự vô lượng vô sắc, an trụ viễn ly kiến, tịch tịnh kiến, không vô tướng vô nguyện kiến, nhưng không chứng thật tế, không vào địa vị thanh văn và độc giác, vượt lên trên tất cả thanh văn độc giác. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự ba la mật đa, mặc được áo giáp công đức lớn, phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, do các Bồ Tát làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, mặc áo giáp công đức lớn như vậy nên còn gọi là Ma Ha Tát. Này Xá Lợi Tử, như vậy vì làm lợi lạc cho khắp hữu tình, mặc áo giáp công đức lớn nên Đại Bồ Tát ở trong đại chúng được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong hoàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương hoan hỷ khen ngợi như vậy. Trong thế giới ấy, phương ấy, có Đại Bồ Tát ấy, mặc áo giáp công đức lớn, làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, giáo hóa hữu tình, an trụ thần thông, làm những việc nên làm, tiếng khen như vậy dần dần vang khắp mười phương trời người vân vân, nghe đều rất vui mừng, nói: Đại Bồ Tát này không bao lâu sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã mong cầu làm cho các hữu tình đều được lợi lạc. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: Thế nào là Đại Bồ Tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa? Mãn Từ Tử đáp: Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, mặc áo giáp công đức lớn sáu ba la mật đa rồi, lại làm lợi lạc cho các hữu tình nên xa lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập và an trụ hoàn toàn vào sơ thiền, nói rộng cho đến đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, không có vui buồn, hết không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, nhập và an trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ tư. Lại nương vào tịnh lự sanh tâm câu hữu với từ hành tướng rộng lớn vô lượng, không hai, không oán, không hại, không hận, không não, kéo tu thắng giải biến khắp, trùm khắp mười phương, tận cùng pháp giới hư không, an trụ đầy đủ từ tâm thắng giải, sanh tâm câu hữu với bi hỷ xả hành tướng thắng giải cũng như vậy. Nương vào việc này lại phát sanh tất cả tưởng về sắc, diệt tưởng hữu, đối với không tư duy các loại tưởng, nhập và an trụ hoàn toàn vào vô biên không, không vô biên xứ, nói rộng cho đến vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập và an trụ hoàn toàn vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy đem tịnh lự vô lượng vô sắc này dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình, tự mình trước đã an trụ tịnh lự vô lượng vô sắc như vậy, đối với tướng trạng nhập trụ xuất, các hành phân biệt khéo hiểu biết rõ, được tự tại rồi lại nghĩ, nay tôi sẽ đem tăng ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu để đoạn trừ các phiền não cho tất cả hữu tình, thuyết các tịnh lự vô lượng vô sắc, phân biệt chỉ bày làm cho khéo hiểu rõ các định xa lìa tội lỗi của vị ái và nhập trụ xuất tướng trạng các hành. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào tịnh lự ba la mật đa, tu hành bố thí ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, khi nói các tịnh lự vô lượng vô sắc không bị xen lẫn tâm thanh văn độc giác. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào tịnh lự ba la mật đa, tu hành tịnh giới ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi lấy đại bi làm đầu, nói các tịnh lự vô lượng vô sắc, đối với pháp như vậy,
tin nhận ưa muốn. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào tịnh lự Ba La Mật Đa, tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi lấy đại bi làm đầu, tu các tịnh lự vô lượng vô sắc, đem thiện căn của mình cho các hữu tình hồi hướng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đã mong cầu, đối với các thiện căn siêng năng tu tập không dừng nghỉ. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào tịnh lự Ba La Mật Đa, tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, làm lợi lạc cho khắp hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, nương vào các tịnh lự vô lượng vô sắc, hướng đến các định thù thắng, đẳng trí đẳng trì, giải thoát thắng xứ biến xứ, đối với việc nhập trụ xuất đều được tự tại, không rơi vào các địa vị thanh văn độc giác. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào tịnh lự Ba La Mật Đa, tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi lấy đại bi làm đầu, tu các tịnh lự vô lượng vô sắc, đối với các tịnh lự vô lượng vô sắc và chi tịnh lự, đem hành tướng vô thường, khổ vô ngã và hành tướng không, vô tướng vô nguyện, như thật quán sát, không xả bỏ đại bi, không rơi vào địa vị thanh văn và độc giác. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào tịnh lự Ba La Mật Đa, tu hành bát nhã Ba La Mật Đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, khi tu định từ nghĩ như vậy, tôi sẽ giúp đỡ cho tất cả hữu tình, làm cho đều được an lạc, khi tu định bi nghĩ như vậy, tôi sẽ cứu giúp tất cả hữu tình, làm cho họ xa lìa khổ. Lúc tu định hỷ nghĩ như vậy, tôi sẽ khuyến khích tất cả hữu tình, làm cho họ đều được giải thoát. Lúc tu định xả nghĩ như vậy, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng, làm cho họ đều dứt hết các lậu. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào vô lượng tu hành bố thí Ba La Mật Đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, khi nhập trụ xuất bốn vô lượng hoàn toàn không hướng đến mong cầu thanh văn độc giác, chỉ mong cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào vô lượng tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, khi nhập trụ xuất bốn vô lượng không xen lẫn tác ý về thanh văn độc giác, chỉ tiên nhận ưa muốn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào vô lượng tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, khi nhập trụ xuất bốn vô lượng siêng năng đoạn trừ các điều ác, siêng năng tu tập các điều thiện, luôn mong cầu hướng đến Bồ Đề không lúc nào rời bỏ. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào vô lượng tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, khi nhập trụ xuất bốn vô lượng hướng đến các đẳng trí, có thể được đại tự tại ở trong đó, không bị định ấy dẫn dắt, cũng không theo thế lực ấy mà thọ sanh. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương vào vô lượng tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, khi nhập trụ xuất bốn vô lượng, đem hành tướng vô thường, khổ vô ngã và hành tướng không, vô tướng vô nguyện, như thật quán sát, không bỏ đại bi, không rơi vào địa vị thanh văn và độc giác.
Này xá lợi từ, đó là Đại Bồ Tát, nương vào vô lượng tu hành bát nhã ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Này xá lợi từ, các Đại Bồ Tát nương vào các phương tiện thiện xảo như vậy, tu tập sáu pháp ba la mật đa, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, này xá lợi tử, Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, tu tất cả các pháp bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu tất cả ba môn giải thoát cho đến tu tất cả 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, dùng vô sở đắc làm phương tiện đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Này xá lợi tử, đó là Đại Bồ Tát, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, này xá lợi tử, Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, đem vô sở đắc làm phương tiện, phát sanh trí pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh, đem vô sở đắc làm phương tiện cho tất cả hữu tình, cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Này xá lợi tử, đó là Đại Bồ Tát, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, vô sở đắc làm phương tiện đối với tất cả pháp, phát sanh diệu trí chẳng loạn chẳng định, diệu trí chẳng thường chẳng vô thường, diệu trí chẳng vui chẳng khổ, diệu trí chẳng ngã chẳng vô ngã, diệu trí chẳng tịnh chẳng bất tịnh, diệu trí chẳng không chẳng bất không, diệu trí chẳng hữu tướng chẳng vô tướng, diệu trí chẳng hữu nguyện chẳng vô nguyện, diệu trí chẳng tịch tịnh chẳng bất tịch tịnh, diệu trí chẳng viễn ly chẳng bất viễn ly, đem vô sở đắc làm phương tiện cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Này xá lợi tử, đó là Đại Bồ Tát, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào đem tăng ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, vô sở đắc làm trí phương tiện, không hành quá khứ vị lai hiện tại, chẳng phải không biết ba đời pháp trí, không hành dục giới sắc giới vô sắc giới, chẳng phải không biết pháp trí ba cõi, không hành thiện, bất thiện, vô ký, chẳng phải không biết pháp trí ba tánh, không hành thế gian, xuất thế gian, chẳng phải không biết pháp trí thế gian, xuất thế gian, không hành hữu vi, vô vi, chẳng phải không biết pháp trí hữu vi, vô vi, không hành hữu lậu, vô lậu, chẳng phải không biết pháp trí hữu lậu, vô lậu, đem vô sở đắc làm phương tiện cho tất cả hữu tình, cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí. Này xá lợi tử, đó là Đại Bồ Tát, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Này xá lợi tử, các Bồ Tát, do dùng các phương tiện thiện xảo như vậy, làm lợi lạc cho khắp các hữu tình, phát tâm hướng đến Đại Thừa, nên còn gọi là Maha Tát. Này xá lợi tử, vì làm lợi lạc cho khắp hữu tình, phát tâm hướng đến Đại Thừa, nên Đại Bồ Tát ở trong đại chúng được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương hoan hỉ khen ngợi như vậy. Trong thế giới ấy, phương ấy, có Đại Bồ Tát tên ấy làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, phát tâm hướng đến Đại Thừa, làm nghiêm tịnh cõi Phật, giáo hóa hữu tình, du hí thần thông, làm những việc nên làm. Tiếng khen như vậy dần dần vang khắp mười phương, người trời vân vân, nghe được đều rất hoan hỉ, nói, Đại Bồ Tát này không bao lâu sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đã mong cầu, làm cho các hữu tình đều được lợi lạc